Ngày 16 tháng 7, báo Nông thôn Ngày nay, điện tử Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị tập huấn cài app báo Dân Việt cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Báo Dân Việt là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, là tiếng nói của cán bộ, hội viên nông dân. Báo Dân Việt cũng là tờ báo hàng đầu của cả nước, có sự gắn bó mật thiết với hoạt động hội nông dân, với nông dân, nông nghiệp, nông thôn. Tại hội nghị, chuyên gia công nghệ thông tin của báo Nông thôn Ngày nay, điện tử Dân Việt đã hướng dẫn cho gần 100 cán bộ, hội viên nông dân cài app báo Dân Việt và cách đăng ký tài khoản trên app báo điện tử Dân Việt, đồng thời giới thiệu những tiện ích, các chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống app báo Dân Việt để hội viên nông dân biết, truy cập nhanh, chính xác nhất. Báo cáo các đồng chí là báo Nông thôn Ngày nay là một trong những tờ báo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Báo Nông thôn Ngày nay, báo điện tử Dân Việt, điện tử Trang trại Việt, chúng tôi luôn đồng hành cùng với các tổ chức hội, cùng với nông dân để khích lệ các phong trào thi đua và cũng như tuyên truyền phổ biến chủ trương pháp luật của Đảng nhà nước, phổ biến các kinh nghiệm làm giàu, cách làm hay nhất đến bà con, cũng như là những cái kinh nghiệm phòng tránh thiên tai, dịch bệnh. Qua cái buổi tập huấn cài đặt cái app báo Dân Việt thì tôi thấy thực sự là bổ ích. Đấy, và rất hữu ích rất nhiều đối với cá nhân cũng như đối với tổ chức cấp hội riêng của cấp huyện và đặc biệt chung của cả tỉnh Sơn La. Đấy, trong đó là huyện Sông Mã chúng tôi, đây cũng là một cái app đấy, và cũng là một cái cổng thông tin để cho cán bộ hội viên nông dân đấy, tiếp cận trên đó và khai thác tất cả các thông tin đấy, liên quan đến những cái vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn và các vấn đề khác đấy, của xã hội để áp dụng vào vấn đề thực tiễn, đặc biệt là cho cái vấn đề tam nông, giúp cho quá trình phát triển nông nghiệp, nông dân nông thôn trên địa bàn của huyện cũng như của tỉnh ngày càng vững mạnh. Báo Dân Việt có rất nhiều thông tin hữu ích như hoạt động hội, gương điển hình nông dân xóa nghèo, làm giàu, những cách làm hay mang lại hiệu quả cao, phong trào thi đua lao động sáng tạo, thông tin thời sự bổ ích ở khắp các vùng miền, mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội trong cả nước. Đặc biệt, Báo Dân Việt có chuyên mục Hội và cuộc sống, nhà nông, giảm nghèo nông thôn rất bổ ích với hội viên nông dân. Qua cái buổi tập huấn về tải app về báo Nhân dân Việt này thì tôi thấy cảm thấy là rất bổ ích, vì bình thường thì muốn biết về những thông tin về bên báo Dân Việt thì thường là phải mua báo, xem TV hoặc là tìm kiếm trên Google, trên điện thoại. Nhưng sau khi tải app này thì tôi thấy rất là tiện lợi, tải xong rồi chỉ việc báo Dân Việt là sẽ có tất cả các tin tức mình cần theo dõi và cần để rất bổ ích cho cái việc hoạt động của bên nông dân chúng ta. Cái app Dân Việt chính là một giải pháp hữu hiệu, hữu ích giúp chúng ta cập nhật thông tin nhanh hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn. Hay nói cách khác, cái app Dân Việt là giải pháp giúp cán bộ, hội viên nông dân hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình cũng như thêm những năng lực, kinh nghiệm, giải pháp làm giàu và hiệu quả. Hội Nông dân Sơn La phấn đấu từ nay đến hết tháng 8 năm 2024, 100% cán bộ hội từ tỉnh đến chi hội đều cài app báo Dân Việt. Đến hết năm 2024, có ít nhất là 80% cán bộ, hội viên của hội có app Dân Việt và thường xuyên đọc báo Dân Việt.